Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và hôm nay thì em lại cập nhật cho anh chị và các bạn các mẫu xe gầm cao đang có mặt tại 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ. Và chiếc xe đầu tiên em muốn gửi tới anh chị và các bạn đó là một chiếc xe Toyota Prado phiên bản TXR, phiên bản máy 2.7, sản xuất là 2016. Chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 1.720.000.000, sẽ có giảm và hỗ trợ khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Sẽ có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu. Cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe nguyên zin nguyên bản. Chiếc xe tiếp theo bên đây vẫn là một chiếc xe của thương hiệu nhà Nhật, Lexus RX 350, phiên bản 2 cầu số tự động, sản xuất 2015. Xe lăn bánh với quãng đường là 62.000 km rồi. Phiên bản nhập Mỹ, có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chủ xe rất là giữ gìn nên mọi chi tiết còn nguyên zin nguyên bản. Hiện đang giao bán với mức giá là 2.200.000.000. Sẽ có giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp. Mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp anh chị nhé. Đấy, xe trang bị full đầy đủ các tính năng option. Để biết rõ thì hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn. Giấy tờ cũng như là chi tiết về chiếc xe để anh chị bạn có thể nắm rõ và sở hữu cho mình chiếc xe này. Đấy, xe rất đẹp anh chị ạ. Và tiếp theo đó một chiếc xe Toyota Highlander, phiên bản máy 2.7, cực kỳ đẹp, phiên bản nhập Mỹ anh chị nhé. Chiếc xe này là có trang bị đầy đủ các tính năng như là ghế da cao cấp, rồi điều hòa 3 vùng, gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp. Xe được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên nên xe còn rất đẹp. Hiện đang giao bán với mức giá là dưới 1.600.000.000. Đấy, anh chị bạn có thể thấy mọi chi tiết của chiếc xe. Em quay kỹ để anh chị bạn thấy một vòng sơ qua. Để rõ thông tin nhiều hơn thì có thể liên hệ em nhé. Em sẽ gửi thông tin qua Zalo cũng như là có thể là gửi thông tin hình ảnh, hồ sơ pháp lý của chiếc xe để anh chị bạn có thể là cân đối và kiểm tra check xem có bị phạt nguội hay không. Đấy, rồi pháp lý của chiếc xe. Và đây là một chiếc xe Ford Explorer phiên bản Limited 2.3 EcoBoost, sản xuất là 2016. Bên showroom thì hiện đại đang có hai chiếc màu trắng này, cũng là đều 2016. Một chiếc kia thì có được dán tem tem Sport. Và hai chiếc xe cùng đồng giao với mức giá là 1.450.000.000. Xe kia thì nó là sản xuất là 2016, lăn bánh với quãng đường là 50.000 km. Còn chiếc này hiện tại anh chị và bạn đừng xem, đó là lăn bánh với quãng đường là hơn 60.000 km. Cũng ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Xe thì cam kết nguyên bản, không bị đâm va, không bị ngập nước, báo check test toàn quốc. Đấy, anh chị bạn thấy đấy. Nếu anh chị và các bạn đang có thời gian thì có thể là qua địa chỉ 562 Nguyễn Văn Cử để xem xe. Và đây là một chiếc Toyota Prado, ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen, sản xuất 2016, phiên bản TXR 2.7. Lăn bánh với quãng đường là hơn 62.000 km và hiện đang giao bán với mức giá là 1.720.000.000. Xe có giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe cam kết nguyên zin nguyên bản, không bị đâm va, không bị ngập nước, vào check test toàn quốc. Tất cả các cam kết đều trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và bạn có thể yên tâm. Ngoài ra thì xe có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua trả góp. Để rõ thời gian vay cũng như lãi suất thì hãy liên hệ em theo số điện thoại em sẽ gửi qua Zalo cho anh chị bạn có thể tham khảo. Và tiến xuống dưới đây là một chiếc xe Lexus RX 200T, sản xuất là 2015, lăn bánh với quãng đường là hơn 11.000 km. Hiện đang giao bán với mức giá là 1.770.000.000, sẽ có giảm và hỗ trợ khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Ngoài ra bên showroom về rất nhiều các mẫu Land Cruiser phiên bản VX 4.6 và 5.7. Anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ theo số điện thoại em sẽ gửi thông tin chi tiết. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ.